Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền vệ người Đức Toni Kroos mùa giải 21 UCL. So với phiên bản EBS thì đến phiên bản 21 UCL này, khả năng tấn công, mà cụ thể ở đây là kỹ năng dứt điểm của tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Real Madrid đã được bước lên rất nhiều. ZD vẫn là kiểu dứt điểm rất lợi hại của Rod bên ngoài vòng cấm. Song song với đó thì những cú ra chân bằng đê chéo góc của anh cũng đã đáng gờm hơn trước. Chỉ cần một chút sự chỉnh chu là cầu thủ người Đức sẽ mang về bàn thắng cho đội nhà. Hơn nữa, ở phiên bản 21 UCL, Toni Kroos có những bước di chuyển chọn vị trí tốt hơn phiên bản EBS khi tham gia hỗ trợ tấn công, giúp tạo ra nhiều phương án triển khai bóng hơn. Ngược lại thì khả năng phòng ngự của Rod có phần bị giảm nhẹ so với phiên bản EBS, nhưng nhìn chung thì ở bất kỳ mùa nào, Toni Kroos cũng cần phải đá cặp với những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt hơn anh, bởi nhiệm vụ chính của Rod khi lùi thấp chủ yếu vẫn là để phát động một cuộc tấn công mới cho đội nhà. Về kỹ năng truyền bóng, ở thời điểm làm video clip này, nếu nhìn vào chỉ số sẽ thấy phiên bản 21 UCL có phần giảm nhẹ so với mùa giải EBS. Tuy nhiên thì khó có thể nhận ra được sự khác biệt giữa hai mùa. Nói nhanh thì Toni Kroos vẫn nằm trong top những cầu thủ truyền bóng tốt bậc nhất trong game, nên không cần phải nói quá nhiều vấn đề này nữa. Khả năng xoay sở, kiểm soát bóng của tiền vệ người Đức không có sự nâng cấp nào. Anh xoay sở vẫn nhanh nhưng hơi cứng, nếu xếp đá CM hoặc CDM thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tốc độ thì nhìn chung vẫn là đủ dùng cho hai vị trí kể trên. Bên cạnh đó thì khả năng tranh chấp cũng chưa bao giờ là điểm mạnh của Kroos. Chưa kể mùa này, anh còn bị giảm đi 2kg so với mùa giải EBS, nên cần hạn chế tối đa va chạm với anh. Tổng kết lại, Toni Kroos mùa giải 21 UCL có các ưu điểm như tốc độ đủ dùng, xoay sở ổn nhưng hơi cứng, chuyền trọt vẫn bá đạo, dứt điểm tốt bằng hai chân ở ngoài vòng cấm, dứt đê rất ngọt. Mặt hạn chế của Toni Kroos là anh tranh chấp ở mức trung bình. Khả năng hỗ trợ phòng ngự là có, nhưng không nên giao phó hoàn toàn trách nhiệm phòng ngự cho anh. Chốt lại, nếu cần Kroos đá CDM thì mình sẽ chọn phiên bản EBS, còn nếu cần Kroos chơi vị trí CM hay CAM
thì phiên bản 21 UCL sẽ là lựa chọn tối ưu hơn. Và đó là bài review của mình về Tony Cross mùa giải 21 UCL. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.